Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa, quân đội chấn động. Vào sáng ngày 18 tháng 5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã bắt đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai tại khu đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, là người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Việt Nam bị xử lý kỷ luật đến thời điểm hiện nay. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa sơ thẩm vụ sai phạm đất đai vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự. Cùng ra tòa với ông Hiến có 4 vị bị cáo có xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, bao gồm Bùi Như Thiềm, cục trưởng phòng kinh tế quân chủng Hải quân, Đoàn Mạnh Thảo, cựu trưởng phòng tài chính quân chủng Hải quân, Bùi Văn Nga, cựu giám đốc công ty Hải Thành và Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc công ty Hải Thành. Có 3 người khác bị truy tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc, cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, Phạm Văn Duyệt, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Vũ Thị Hoan, cựu giám đốc công ty Yên Khánh. Hội đồng xét xử đã cho phép các ông Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga ngồi ghế khai báo vì lý do sức khỏe. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến liên quan đến sai phạm tại 3 khu đất vàng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh khu đất số 2 đang là tòa nhà văn phòng cho thuê nằm ở vị trí đắc địa, ngay góc đường Tôn Đức Thắng, Ngô Văn Năm, trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các khu đất số 2, số 7 đến 9, số 9 đến 11 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đất có nguồn gốc là đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của quân chủng Hải quân. Khu đất số 2 vào ngày 13 tháng 1 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cấp quyền sử dụng đất cho khu này cho công ty Hải Thành thuộc Hải quân, và công ty Thành đã ký hợp tác xây dựng khu cao ốc văn phòng với công ty Cảnh Hưng. Ngày 30 tháng 8 năm 2006, hai bên đã ký hợp đồng liên doanh thành lập công ty liên doanh Cảnh Hưng Hải Thành, hiện là công ty liên doanh Cảnh Hưng Hải Thành đã xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi 4 tầng hầm, hoàn thiện 9 tầng cho thuê làm văn phòng và bán cổ phần cho một số đối tác. Khu đất 9-11 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho công ty Hải Thành vào ngày 13 tháng 1 năm 2013. Công ty Hải Thành đã ký hợp tác với công ty Mai Anh, sau đó hai bên thành lập công ty Mai Anh. Công ty Mai Anh đã xây dựng xong tòa nhà 34 tầng năm 2013 và đang cho làm văn phòng. Khu đất số 7 đến 9, công ty Hải Thành đã ký hợp đồng liên doanh làm kinh tế với công ty Yên Khánh. Cả hai công ty góp vốn thành lập công ty Yên Khánh Hải Thành. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng đã tạm giữ quyền sử dụng đất và hiện bàn giao khu đất 7 đến 9 cho công ty Hải Thành quản lý. Như vậy, 2 trong 3 khu đất nói trên hiện không phải do quân chủng Hải quân quản lý sử dụng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh không làm thủ tục phát mại tài sản, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho cả 3 khu đất này. Trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu, các doanh nghiệp có được quyền khai thác sử dụng như hiện nay xuất phát từ việc vi phạm pháp luật của bị can, nguyên là cán bộ của quân chủng Hải quân và công ty Hải Thành. Vì vậy, cần thu hồi quyền sử dụng đất để giao cho quân chủng Hải quân quản lý. Việc thu hồi đảm bảo lợi ích hợp pháp, ổn định đời sống và phát triển kinh tế của các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, 3 khu đất trên, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến có sai phạm là đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh, làm kinh tế và không đúng với quy định của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Luật Đất đai vào năm 2003. Tuy nhiên, việc ông khai là không biết thì chúng ta cần phải kiểm chứng tiếp, vì những quan chức cấp cao như vậy, họ thường có những sân sau và có những cách để có thể tham nhũng và hối lộ. Đây là hình ảnh khu đất 7-9 mới quây tôn nằm tại đường Tôn Đức Thắng, sát bên tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên, đang xây dựng. Trên cửa ra vào dự án có cắm biển khu vực quân sự cấm vào. Ông Hiến cũng không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của công ty Yên Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị của 3 khu đất, cũng như không kiểm tra việc thực hiện
ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho giám đốc công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông Hiến đã không trực tiếp kiểm tra, thực hiện các việc và cơ quan và công ty Hải Thành, dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai mang đi thế chấp chuyển đổi thành doanh nghiệp chuyển nhượng cho bên thứ ba. Ngoài ra, ông Hiến cũng không nắm được quy luật của pháp luật về việc phải nộp tiền sử dụng đất, đấy là quy định. Sai phạm của ông Hiến và những người liên quan dẫn đến hậu quả làm cho quân chủng hải quân mất quyền sử dụng và quản lý sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước khoảng 939 tỷ đồng. Hiện Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đang thụ lý vụ án về sai phạm 3 khu đất này. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến được xác định là tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại điểm C khoản 3 điều 360 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 có khung phạt từ 7 năm đến 12 năm tù. Và trước khi ra tòa, ông Nguyễn Văn Hiến đã bị Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng tại Hội nghị Trung ương 12 vào ngày 14 tháng 5. Đây là hình ảnh khu đất từ 9 đến 11 đang làm tòa nhà văn phòng Lim nằm ở hai mặt tiền đường Tôn Đức Thắng và Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành án kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian còn giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân. Trong vụ án này, cáo trạng của Viện Kiểm soát Quân sự Trung ương đã liệt kê những tình tiết giảm nhẹ mang tính định khung đối với bị cáo. Trong số các bị cáo, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến là trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhất đối với các tình tiết giảm nhẹ như sau. Tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo điểm S khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự của năm 2015. Tình tiết người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong công tác, điểm V khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cáo buộc cũng nêu rõ, ông Nguyễn Văn Hiến trong quá trình công tác đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng quân đội và cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, anh trai ruột của ông Hiến là liệt sĩ, tức là khoản 2 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, Viện Kiểm soát Quân sự Trung ương còn đề nghị áp dụng khoản 2 điều 51 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 đối với các bị cáo do sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh tật, trong đó có ông Nguyễn Văn Hiến. Trong diễn biến mới nhất, chiều ngày 18 tháng 5, tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Quân sự của Quân chủng Hải quân mở, bị cáo Nguyễn Văn Hiến là người thứ 6 bị thẩm vấn và tại đây vị cựu thứ trưởng đã thừa nhận có khuyết điểm. Bị cáo nói, tôi đã xác nhận là tôi có khuyết điểm, thực hiện chức năng của mình thiếu sát sao quyết liệt. Nếu sát sao quyết liệt hơn nữa thì có thể phát hiện sai sót. Một điều đáng lưu ý là trước khi nghỉ hưu vào năm 2016, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 đã ký công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bán chỉ định không qua đấu giá khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty bất động sản Resident Park, công ty con của công ty bất động sản Bản Việt, pháp nhân do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Phượng nắm 84%. Bà Nguyễn Thanh Phượng là con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đây là hình ảnh phối cảnh tổ hợp văn phòng thương mại căn hộ để bán tại 3A 3B Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là đất của Bộ Quốc phòng. Dự án được cho là có 36 căn hộ cao cấp với giá bán có thể lên tới hơn 3 triệu đô la trên một căn, đắt nhất Việt Nam. Công văn do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ký nêu rõ, đơn vị chủ quản của công ty bất động sản Rispark là công ty bất động sản Bản Việt đã liên hệ và làm việc với quân chủng hải quân từ tháng 4 năm 2013 đến nay và luôn thể hiện quyết tâm mong muốn được triển khai dự án đầu tư trên khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành theo trình tự quy định của pháp luật. Việc bỏ ra công sức tài chính của công ty bất động sản Bản Việt cũng như công ty bất động sản Resident Park trong hơn 2 năm qua đã thể hiện quyết tâm mong muốn được thực hiện dự án tại khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành. Về vụ việc này, Bộ Tài chính ngày 11 tháng 8 năm 2015 đã có công văn số 10964 gửi Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về chuyển nhượng mục đích sử dụng 16.000m² đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nếu phù hợp quy hoạch của thành phố để thực hiện bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng. Tuy nhiên, với đề xuất bán chỉ định cho nhà thầu công ty bất động sản Riverside Park, Bộ Tài chính lưu ý việc bán tài sản trên đất
chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Công văn do Thứ trưởng Bộ Tài chính lúc đó là ông Nguyễn Hữu Chí nêu rõ quan điểm như sau. Công văn số 5781 vào ngày 4 tháng 7 năm 2015 của Bộ Quốc phòng đã không nêu lý do và sự cần thiết phải bán chỉ định. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng báo cáo bổ sung sự cần thiết bán chỉ định cho nhà đầu tư để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Về thực trạng khu đất 448B Nguyễn Tất Thành theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất vào năm 2018 của quận 4, lô đất 16.000m2 nằm nhìn ra sông Sài Gòn vẫn còn là đất phục vụ cho mục đích quốc phòng. Trước thương vụ bất thành tại quận 4, nhóm nhà đầu tư Bản Việt lại may mắn thâu tóm được 11.975m2 đất quốc phòng có vị trí đặc biệt đắc địa tại 3A đến 3B Tôn Đức Thắng, quận 1. Cũng từ năm 2019 đến nay đã có hàng chục tướng tá, quân đội và công an khác đã bị xử lý kỷ luật, xử lý vì để xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý đất đai và làm kinh tế. Đây là hình ảnh ngày 1 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đây là một trong những doanh nghiệp quân đội được coi là thành công nhất của Việt Nam. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên Cộng sản tuyên bố bỏ đảng, cho rằng số tướng tá quân đội bị truy tố vẫn còn hơi ít. Thật ra, tướng tá quân đội tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng quân đội, chiếm đoạt tài sản, nhân dân còn nhiều, chứ không phải chỉ mấy ông tướng đã lộ diện ra. Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản đối quân đội làm kinh tế, vì nếu làm kinh tế, những tướng tá sẽ bóc lột sức lao động của những người binh lính, những người đi làm nhiệm vụ quân sự và cướp bóc tài sản quốc gia. Giáo sư Nguyễn Đình Cống giải thích thêm, việc quân đội Việt Nam sau chiến thắng trở nên một quân đội kiêu dũng, một quân đội chiếm đoạt rất nhiều thứ, xong người ta lại bày ra chuyện quân đội làm kinh tế. Tôi có theo dõi các binh đoàn làm kinh tế của cả bên xây dựng cũng như khai thác ở Tây Nguyên. Và những việc làm ấy đem lại những lợi ích rất to lớn cho một số tướng lĩnh. Ngay cả chuyện người ta giao cho quân đội cả cái sân bay Tân Sơn Nhất, xong lại lấy đất đai của sân bay để làm sân gôn, rồi họ chia nhau ra cấp cho các tướng tá. Việc làm như vậy quả thật có đem lại lợi ích to lớn cho hàng ngũ tướng tá. Một số trong đó có lợi để tham nhũng, thành ra những tư bản đỏ. Chuyện đó người dân đã biết từ lâu rồi, người ta đấu tranh rồi, nhưng gần đây mới có một số chuyện lộ ra, một số tướng tá bị truy tố. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã bày tỏ quan điểm về việc quân đội làm kinh tế như sau. Tôi nghĩ phải chấm dứt ngay việc quân đội làm kinh tế. Quân đội là phải để bảo vệ đất nước, tham gia cứu nạn, chẳng hạn, tham gia chống dịch, viêm phổi Vũ Hán. Đó là nhiệm vụ chính, chứ không phải là làm kinh tế. Cái này là ý kiến đã được tranh luận rất lâu rồi, và nhiều người trong lãnh đạo cũng đã đặt vấn đề như thế, chứ không phải chỉ có dân. Nhưng vẫn có quyền lực muốn quân đội làm kinh tế. Tôi không nói đến chuyện sản xuất vũ khí, chuyện 100% quốc phòng, mình không kể ở đây. Nhưng kinh doanh bất động sản hay viễn thông thì tôi nghĩ quân đội không nên làm một chút nào cả. Cái đó phải chuyển ngay ra khỏi bàn tay của quân đội. Cái đấy là ý kiến của tôi từ trước đến nay vẫn như vậy. Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên trưởng đốc, nguyên giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, chức năng của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, đất nước và nhiệm vụ đó là hết sức nặng nề, hết sức lớn. Do đó, nên hầu như quân đội của các nước đều tập trung vào quốc phòng là chính. Riêng ở Việt Nam, bây giờ, chuyển hóa là cả một quá trình, nên quá trình này tôi nghĩ phải làm thật nghiêm túc. Và theo ông, có lẽ đến một giai đoạn nào đó, chuyện quân đội làm kinh tế cũng phải xem xét lại một cách hết sức nghiêm túc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020 với bản tin Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa quân đội chấn động. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.